Đây là chuỗi tiết mục đặc biệt Con trẻ cần có người thầy tốt. Phần 2 Đạo thầy trò. Tập 1 Xin chào thầy. Xin chào mọi người. Phần 2 của tiết mục đặc biệt của chúng ta mang tên là Đạo thầy trò. Phần đầu của tiết mục là dạy trẻ điều gì vô cùng quan trọng. Đây là việc mọi người đều quan tâm. Chúng ta đã biết dạy trẻ điều gì rồi, nhưng một vấn đề quan trọng hơn nữa xuất hiện, đó là làm thầy thì nên như thế nào, làm học trò nên ra làm sao. Mối quan hệ thầy trò được gọi là đạo thầy trò. Bên trong đó có quy luật. Các cô ở trường mẫu giáo văn hóa truyền thống sẽ chia sẻ kinh nghiệm dạy học trong nhiều năm qua cho các vị. Trong mối quan hệ ngũ luân có một mối quan hệ không được nhắc đến, đó là quan hệ thầy trò. Vậy rốt cuộc quan hệ thầy trò là như thế nào? Trên thực tế, mối quan hệ thầy trò cũng tương đương như quan hệ cha con, quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vậy cha mẹ và con cái có quan hệ như thế nào? Cha nghiêm khắc, mẹ thì từ ái, con cái thì hiếu kính, hiếu thuận. Đây chính là mối quan hệ cha con. Với vai trò của người thầy, thầy tương đương với cha mẹ. Thầy vừa phải có sự nghiêm khắc của cha, đồng thời cũng có sự từ ái của người mẹ. Như vậy mới có thể dạy tốt được con trẻ. Điều này giống như hai khí âm và dương trong trời đất vậy. Người làm thầy cần có đủ sự nghiêm khắc lẫn yêu thương. Nói cách khác, hai loại năng lực này đều cần phải có. Đặc biệt là ở trường văn hóa truyền thống, rất nhiều trẻ ở trong trường một thời gian rất lâu mới trở về nhà, sợ ở nhà bị ô nhiễm, không còn giống như thời xưa nữa. Cho nên trẻ ở trong trường xem thấy cô như là cha mẹ. Hiện nay xuất hiện vấn đề đó là trong trường văn hóa truyền thống, các cô là giáo viên chủ nhiệm, có thể làm được sự nghiêm khắc của cha và tâm yêu thương của cha mẹ hay không? Nghiêm khắc chặt chẽ nhưng vẫn yêu thương che chở. Các cô đều 20 mấy tuổi thôi, chưa từng làm qua cha mẹ. Cho dù bạn đã làm mẹ rồi nhưng vẫn chưa chắc dạy trẻ được. Vì sao vậy? Các cô là thế hệ 8X, 9X, hiện nay cũng có thế hệ 7X, nhưng hình như cũng vẫn khó. Vì sao vậy? Sư phụ nói văn hóa truyền thống đã bị đứt đoạn hơn 100 năm rồi. Các cô thử đi hỏi xem ông nội của trẻ làm thế nào để dạy con, ông cũng không biết. Cho nên việc này khó. Đạo thầy trò giống như cha mẹ và con cái, giống đạo cha con. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Thời xưa không khó, hiện tại thì rất khó. Vì sao vậy? Làm cha như thế nào, làm mẹ ra sao đều không biết. Các cô có cảm nhận gì không? Quả thật đây là một vấn đề nghiêm trọng. Thí dụ như bản thân con là thế hệ 8X, con chưa từng làm mẹ. Sự thân ái giữa mẹ và con cái nên từ ái nghiêm khắc như thế nào, con chưa từng trải nghiệm qua điều này. Cha mẹ đối với cô như thế nào, cô có ấn tượng hay không? Vì cơ bản là con không ấn tượng. Bởi vì từ thế hệ 8X của con thì cha mẹ nói chung là nuông chiều con cái, hoặc là dung túng để con muốn làm gì thì làm. Vì cơ bản là sự giáo dục như vậy. Cảm nhận của bản thân con là khi con còn nhỏ thì được cha mẹ rất chăm lo. Nhưng sự chăm lo đó là sự sủng ái, nương chiều. Tất cả những khó khăn trong gia đình cha mẹ đều không cho con biết, không để con nếm trải. Tuổi thơ con lớn lên trong những năm tháng êm đềm, cho nên mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khá là mờ nhạt, không rõ ràng. Cho nên chúng ta từ những điển tịch này, từ lời dạy của người xưa truyền lại mà hiểu được đạo thầy trò một cách rất rõ ràng. Hiện nay vấn đề là ở đâu? Không có người dạy. Đi đâu để tìm được người thầy như vậy đây? Giống như cô đã nói, bất luận giáo viên đó là nam hay nữ thì đều phải có sự nghiêm khắc của người cha và lòng từ ái của người mẹ.
Điều này không phải là do người đó phát minh, mà nhất định phải phù hợp với vai trò bổn phận của người làm cha mẹ, chứ không phải là do hồ đồ mà suy nghĩ ra. Chúng con cũng có một thể hội là việc này tuy là rất khó, nhưng không phải không thể làm được. Trong mấy năm qua, chúng con cũng dần dần cảm nhận được cái cảm giác về vai trò làm cha nghiêm mẹ hiền rồi. Các cô có thể làm được mà, phải không? Có thể làm được à? Thí dụ như một đứa trẻ con còn quá nhỏ nên không có một số năng lực trong cuộc sống như tự mình rửa mông, mang giày, cởi giày, thậm chí nó còn không biết ngủ là phải nằm trên gối. Khi nó lạnh nó không biết phải mặc thêm áo. Nó không biết nói. Những việc này đều không cần phải có thầy cô quan tâm, lo lắng cho các con. Sau đó mới có thể phát hiện ra được nhu cầu của chúng, mới giúp chúng, dạy chúng làm được những việc như vậy. Cô cảm thấy trong quá trình chăm sóc trẻ, cô có thể tự nhiên biết cách chăm sóc hay không? Cái biết này của cô từ đâu mà đến? Trong quá trình chăm sóc trẻ thì tự nhiên sẽ hiểu ra. Vì sao có thể hiểu được? Bởi vì khi bạn nhìn thấy nhiều đứa trẻ như vậy cần đến sự chăm sóc của bạn, thì bắt buộc bạn phải đặt toàn bộ tâm ý vào chúng. Khi bạn đặt toàn bộ tâm ý vào các con thì tự nhiên bạn sẽ hiểu ra. Ví dụ như ở nơi trường học của con thời tiết khá lạnh, vậy thì không được tắm rửa thường xuyên. Tuy nhiên, vì muốn giúp các con rèn luyện thói quen vệ sinh thì cứ mỗi 2 ngày cho trẻ giặt tất một lần, 3 ngày thì rửa mông một lần. Làm thế nào để rửa mông chị? Chúng con đặc biệt mở ra một khóa học dạy con trẻ, dạy cho các bé làm thế nào giữ gìn vệ sinh cá nhân của chính mình. Việc này xác thực là có thể làm được. Trong những năm dạy học vừa qua, con có một cảm nhận sâu sắc là một khi người thầy đã thâu nhiếp cả thân tâm và 6 căn vào trẻ thì sẽ phát hiện được. Dù chỉ đi ngang qua chúng, không nhìn chúng, chúng cũng chẳng nói với bạn, nhưng trực giác của bạn sẽ biết được vấn đề hiện tại của đứa trẻ này là gì. Khi toàn thể thân tâm được thu nhiếp về đứa trẻ thì bạn sẽ phát hiện được chúng có vấn đề gì. Chúng không cần nói, bạn cũng không cần nhìn đến chúng, nhưng vẫn cảm nhận ra được. Thí dụ khi sáng sớm trẻ thức dậy, nhiệm vụ đầu tiên khi thức dậy và mặc quần áo, thứ tự của việc mặc đồ là mặc áo trước hay là mặc quần trước? Việc này cũng phải có sự yêu cầu nghiêm khắc. Chúng còn dạy trẻ trước tiên phải mặc áo trước. Như vậy thì phần thân dưới của trẻ vẫn còn ở trong chăn nên sẽ không bị cảm. Nếu như mặc quần trước thì phần thân trên sẽ phơi ra bên ngoài, sẽ dễ bị cảm. Đây chính là lòng tự ái của người mẹ dành cho con. Còn sự nghiêm khắc của người cha đối với con, đó là khi trẻ đi đường, khi đi đường có nhấc chân lên hay không, có phát ra tiếng lẹp xẹp hay không, âm thanh có quá lớn hay không, là lê dép có phải không? Dạ phải. Đi phải khẽ, đứng phải thẳng, nói chuyện không được quá nhanh, không được phát âm nhã chữ không rõ ràng. Những việc này cần phải nghiêm khắc quản giáo trẻ ạ. Có khán giả hỏi là rốt cuộc thế nào gọi là nghiêm? Nghiêm là gì? Nghiêm không chỉ là khắc khe, đó chỉ là một phần thôi. Có phải là dùng cái gậy thật to để đánh đòn hay không? Đó gọi là nghiêm sao? Không phải. Thế nào gọi là nghiêm? Cẩn thận kỹ lưỡng gọi là nghiêm. Nói một cách khác, cho dù trẻ phạm một lỗi nhỏ thì không được dung túng, không được để cái lỗi đó tiếp tục xuất hiện, nhất định phải bảo trẻ sửa. Đó gọi là nghiêm. Cũng không phải là dùng giọng nói và sắc mặt đanh thép, không phải như vậy, mà có thể giữ thái độ ôn hòa, yêu cầu trẻ phải sửa đổi. Nghiêm sư, nghiêm phụ, đây chính là ý nghĩa của nghiêm. Còn từ mẫu là thế nào? Nếu như trẻ có một chút nhu cầu cần phải quan tâm mà bạn không quan tâm, thì như vậy không gọi là từ. Nhất định phải biết là cần phải quan tâm trẻ về mọi mặt. Bạn xem trẻ đánh răng như thế nào, các cô có cần phải dạy không? Dạ có. Dạy xong một lần, bạn xem sáng trẻ đánh răng một lần, tối đánh răng một lần, mỗi ngày đều phải để mắt tới chúng. Có cha mẹ nào làm được như vậy không? Không làm được. Vậy mà giáo viên của trường văn hóa truyền thống có thể làm được. Vì sao vậy? Vì đó là bổn phận.
Thầy cô vừa làm cha vừa làm mẹ. Đây gọi là gì? Gọi là đạo làm thầy. Bên trong có sự nghiêm khắc, phạm lỗi gì cũng đều phải sửa, một chút cũng không được. Đó gọi là nghiêm. Nhưng mà vẫn từ ái, trẻ con một chút vấn đề cần quan tâm chăm sóc thì bạn lập tức cho chúng, không được để sót. Nếu như nói tôi lười, tôi không muốn làm, thôi bỏ đi, vậy thì bạn không từ ái rồi. Bạn nhìn thấy trẻ nhỏ có lỗi, ây da, mệt quá, thôi bỏ qua đi, nhắm mắt lại cho qua, như vậy là chẳng nghiêm. Dạy học mà không nghiêm thì như thế nào? Là lỗi của thầy. Tam Tự Kinh nói là do thầy lười nhác, chính là cái ý nghĩa này. Người thầy như vậy hiện nay đi đâu để tìm? Nói cách khác, tìm không ra, tức là không có người. Nếu không có người thì không được. Dân tộc này, văn minh của chúng ta hoàn toàn dựa vào con người. Người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Cho nên người thầy văn hóa truyền thống, bao gồm những vị phụ huynh có những chí nguyện này, sẽ biết ở nhà làm cha như thế nào, làm mẹ như thế nào, chúng ta sẽ hiểu rõ. Bao gồm việc xếp bát như thế nào, làm thế nào để bưng nước mà không bị phỏng. Nếu như cơm nóng, canh nóng thì nên cầm như thế nào để mình không bị phỏng. Những điều này đều cần phải dặn dò con trẻ. Hiện nay trẻ con có đặc điểm là chúng rất mau quên, hoặc là chúng thiếu tâm kiên trì. Chúng ta phải không ngừng nhắc trẻ từng chút một mới được. Vừa rồi chúng ta nêu ra một vấn đề. Hiện nay những giáo viên văn hóa truyền thống đa số đều là người trẻ, thế hệ 8X, 9X. Bản thân họ thực sự chưa từng làm cha mẹ. Làm thế nào họ có thể vừa làm cha vừa làm mẹ của các con đây? Do nguyên nhân nào? Chúng ta thể hội được là thể hội gì vậy? Lúc nãy các cô giáo chủ nhiệm đã nói, nếu như thật sự yêu trẻ thì tự nhiên sẽ biết cách. Đây dường như là một chân lý. Bạn xem rất nhiều người mẹ, bao gồm những bà mẹ ở vùng nông thôn xa xôi không biết chữ, từ thiếu nữ trở thành người mẹ, chưa từng nhận qua sự giáo dục nào. Không giống như ở thành phố còn có giáo dục về cách nuôi con, còn họ thì không có, như những biết cách yêu thương con. Chúng ta phóng tầm mắt ra xa hơn, bạn xem những động vật nhỏ này, chó và mèo. Chúng làm mèo, chúng cũng biết yêu thương con chúng. Đạo lý gì vậy? Điều này cho thấy đây không phải là do dạy mà biết. Buổi học trước chúng ta đã báo cáo với mọi người là cha hiền con hiếu là thiên tánh. Chỉ cần bạn làm cha, chỉ cần bạn là cha mẹ thì bạn sẽ biết việc này. Bạn nói tôi rõ ràng không phải là cha mẹ. Không đúng. Nếu như bạn phát tâm thì bạn chính là cha mẹ rồi. Chứ đừng nói là mình chưa từng làm cha mẹ bao giờ. Không phải lý do này. Tôi nghĩ các cô có sự thể hội sâu sắc về điều này. Lúc ban đầu con cũng cảm thấy rất khó, rất khó sanh khởi cái tâm từ ái với một đứa trẻ xa lạ. Đương nhiên con cũng thương chúng, thích chúng, nhưng mà chưa đạt đến được trình độ đó. Dạ, chưa đạt đến mức đó. Tuy nhiên khi cậu học trò đó ở bên con dần dần trưởng thành, có những lúc chúng con nhận điện thoại của phụ huynh, họ đều rất quan tâm đến con cái của họ. Rốt cuộc là chúng đã trưởng thành ra sao, có những tiến bộ gì. Còn có rất nhiều phụ huynh đưa con đến đây, lúc ra về đã thể hiện sự tin tưởng đối với thầy cô chủ nhiệm. Họ nói rằng, thưa cô, xin được gửi gắm cô đứa trẻ này, xin cô cứ dạy nó thật nghiêm khắc. Cho nên con dần dần hiểu ra rằng mỗi một đứa trẻ kỳ thực là niềm hy vọng lớn nhất của cha mẹ chúng. Bản thân con sau khi có một chút thể hội thì sự từ ái đối với trẻ, sự quan tâm đối với chúng cũng dần tăng lên. Cho nên trong suốt một quá trình đó cho đến tận bây giờ, có một số đứa trẻ khiến con bất giác quan sát chúng. Chúng học với con trong một thời gian dài như vậy thì diện mạo có sự thay đổi. Chúng mập hay là gầy, có cao lớn hơn hay không, phát âm đã rõ ràng hơn chưa, con đều để tâm lưu ý đến, chú tâm mà quan sát. Khi phát hiện thấy trẻ có một chút tiến bộ thì chúng con rất vui mừng. Nhưng đôi khi trẻ cũng vô cùng bướng bỉnh, cứng đầu,
dạy mãi không sửa thì lại hết sức đau lòng, không thể nào chịu được. Từ cảm xúc đó, con dần dần có thể cảm được sự kỳ vọng, mong mỏi tha thiết của cha mẹ đối với con cái. Con dần đã cảm nhận được. Trong mấy năm dạy học vừa qua, con cũng dần dần từng chút một mà thâm nhập vào vai trò của một người cha nghiêm và mẹ hiền. Nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy con, đó chính là khi con nhìn thấy trẻ có vấn đề mãi mà vẫn không sửa đổi được lỗi lầm, thì trong lòng cảm thấy rất là buồn ạ. Cảm giác buồn tự nhiên sanh ra, cảm thấy rất là buồn ạ. Nhưng khi nhìn thấy trẻ có một chút tiến bộ thì con rất là vui mừng. Cô nhìn thấy học trò có tiến bộ thì có cảm giác gì? Dạ rất là vui ạ. Có thể nói là không có thứ quý giá nào có thể so sánh được với cảm giác đó vậy. Vì sao cô có cảm giác như vậy? Con cảm thấy khi đứa trẻ đã sửa đổi được một tật xấu, được thêm một ưu điểm, thì cuộc đời vì sao của nó có thể được hạnh phúc rồi, sẽ không chịu khổ, dần dần nỗ lực đi về hướng con đường của hạnh phúc. Nếu sau này chúng trở thành giáo viên thì sẽ càng có nhiều trẻ em được hạnh phúc, sẽ bớt đi trên những con đường lòng vòng. Cho nên khi trẻ có một chút tiến bộ thì con cảm thấy rất là vui. Con cảm thấy kỳ vọng, hy vọng về các con. Sức ảnh hưởng của chúng sau này sẽ không thể nào tính đếm được, chứ không phải là chỉ sự tiến bộ chút đỉnh trước mắt à. Khi có một vài trẻ không thể tiếp tục học ở đây, con cảm thấy rất buồn. Bởi vì con biết văn hóa truyền thống tốt đẹp, các con không thể học ở đây thì rất là đáng tiếc, đáng buồn. Điều này đã thúc đẩy con phải dạy dỗ nghiêm khắc những đứa trẻ này, giúp các con sửa đổi thói xấu. Có nhiều trẻ theo học với chúng con từ lúc 5 tuổi mà vẫn không hề có tiến bộ. 3 năm sau thì đột nhiên có một ngày thành tích tiến bộ. Mặc dù chưa phải là rất tốt, nhưng niềm vui đó con đã cảm nhận được. Hóa ra đây chính là cảm xúc của người làm thầy, cũng giống như cảm xúc của người làm cha mẹ, cũng là có cảm xúc như vậy. Con đã thể hội được từng chút một. Chính là như vậy ạ. Tôi từng nghe một giáo viên chủ nhiệm phê bình một nghĩa công là: sao bạn lại bị bệnh rồi? Bạn không được bệnh như vậy. Vì sao vậy? Nếu như bạn bệnh thì 40 đứa trẻ mẫu giáo này sẽ do ai chăm sóc đây? Người nghĩa công đã nhìn cô ấy hỏi: còn cô thì sao? Giáo viên chủ nhiệm đã nói: tôi không dám để bị bệnh. Tôi nghe xong câu nói này rất cảm động. Có người mẹ người cha nào hiện nay có thể nói ra lời này? Giáo viên trường văn hóa truyền thống này không dám bị bệnh. Bạn nghe câu nói này rồi đó. Vì sao vậy? Cô mà ngã xuống thì không có ai trông trẻ, không có ai quản chúng, không có người dạy. Tôi cảm thấy đây không đơn giản chỉ là tâm yêu thương. Cô ấy đã đạt được trình độ vô cùng vi tế, ngay cả bị bệnh cũng không dám. Các cô nghĩ xem, không có tình yêu trẻ nào có thể so sánh bằng. Vì sao cô ấy có thể buộc miệng nói ra câu này? Các bạn xem, các trẻ mẫu giáo đi đại tiểu tiện xong, chúng ta thực sự có thể nhìn thấy. Tôi thực sự đã thấy có đứa trẻ đi vệ sinh xong, đi đại tiện xong, giáo viên lau cho từng đứa một. Đúng vậy phải không? Dạ đúng. Con xin nêu ra một thí dụ về cái tả. Ở đây có rất nhiều trẻ nhỏ, buổi tối chúng con bảo trẻ thức dậy đi vệ sinh, nếu không thì sẽ tè dầm trên giường. Con phụ huynh từng đề nghị mua cho con họ tả vệ sinh cho con trẻ mặc vào buổi tối, để cho các cô giáo có thể yên giấc, không cần phải vất vả như vậy. Thế nhưng chúng con kiên quyết không để trẻ mặc tả. Thứ nhất là khi mang tả, trẻ ngủ không ngon, không thông thoáng. Thứ hai là trẻ sẽ tập thành thói quen tè ở trên giường, sau này chúng sẽ khó tập thành thói quen thức dậy đi tiểu. Cho nên chúng con đã gặp phải rất nhiều trường hợp trẻ đã lớn rồi mà buổi tối vẫn còn phải kêu chúng dậy đi tiểu. Lý do là vì khi chúng ở nhà thì cha mẹ cho chúng mang tả trong thời gian quá dài. Thông qua việc này, các cô có thể thấy hiện nay phụ huynh không bằng giáo viên văn hóa truyền thống. Những thầy cô này thực sự có thể xả mình vì người.
Vì sao vậy? Do cổ thánh tiên hiệp dạy ra, do văn hóa truyền thống dạy ra. Các cô phát tâm làm, bạn hỏi các phụ huynh nên làm như thế nào thì họ không biết. Còn giáo viên trong trường thì tự nhiên có thể biết. Vì sao vậy? Tâm yêu thương dung chứa hết thảy, cái gì cũng có thể dung chứa được mà. Các bạn xem tiết mục đạo thầy trò này. Làm thầy như thế nào? Sư đạo chính là đạo làm cha mẹ. Đạo làm cha mẹ mênh mông như biển lớn. Trong những biển tích đã ghi lại rất nhiều. Rốt cuộc nên làm thế nào? Chúng tôi xin nói một câu, đó chính là đem tâm yêu thương dành hết cho con trẻ. Kế tiếp các bạn không được nuông chiều chúng, không phải muốn dạy thế nào thì dạy, phải dựa vào lời dạy của thánh hiền, dùng tâm yêu thương và dạy dỗ thì con trẻ sẽ được dạy tốt. Bạn chính là một người thầy chuẩn mực. Hai điều này thiếu một điều cũng không được. Tuyệt đối không được xử sự làm việc dựa trên cảm tình. Bạn nói bạn yêu chúng, cái gì tốt thì cho chúng, như thế không được. Đó không phải là đạo làm cha mẹ. Cho nên từ và nghiêm đều có phương pháp, có nguyên lý, nguyên tắc. Tiền đề chính là tâm yêu thương. Nếu như không thể khởi tâm yêu thương thì dù có phương pháp, có lý luận đi chăng nữa, bạn cũng không thực hiện được, không có người làm được. Thưa Thầy, để làm một người Thầy tốt thì nghiêm và từ đều rất quan trọng. Vậy chúng con làm thế nào để làm được cả từ và nghiêm, trở thành một người Thầy tốt ạ? Điều này tôi cần hỏi các cô. Chúng ta từ Đệ Tử Quy mà cấm gốc, đúng không? Đệ Tử Quy dạy làm con gái như thế nào, làm con trai ra sao, phải không? Vậy có phụ mẫu quy trong đó không? Đây chính là vấn đề. Có phụ mẫu quy trong đó không? Có chuẩn mực của người làm cha mẹ trong đó hay không? Các cô đã nghĩ qua vấn đề này chưa? Cha mẹ nên làm thế nào để đối xử với con cái? Có quy củ đó không? Trên thực tế, cha mẹ làm thế nào để dạy dỗ con cái? Trong Đệ Tử Quy đã có nói đến một số điều mà cha mẹ cần phải yêu cầu con cái. Thực ra, các cô hãy quan sát cho thật kỹ. Đệ Tử Quy cũng là phụ mẫu quy đó. Câu đầu tiên, cha mẹ gọi trả lời ngay. Câu này có liên quan đến cha mẹ hay không? Có liên quan. Nếu như con cái trả lời chậm chạp mà bạn cứ để chúng như vậy thì bạn không phải là cha mẹ rồi. Các cô xem có phải là cái ý này hay không? Cha mẹ bảo chớ làm biếng. Nếu như con cái làm biếng, bạn không quản chúng, vậy thì bạn không phải là cha mẹ của chúng. Cha mẹ dạy phải kính nghe. Nếu như con cái không nghe thì chứng tỏ bạn không phải là cha mẹ của chúng. Cha mẹ trách phải thừa nhận. Nếu như con cái bất thuận, vậy thì giữa hai người không phải là quan hệ cha con rồi. Các cô nghe xem có phải vậy không? Những điều đó chính là quan hệ cha con. Con cái không làm được nhưng cha mẹ không nói lời nào, dung túng chúng, vậy nói rõ các bạn không phải là quan hệ cha con rồi. Bởi vì điều này được dạy chính là chân lý. Cho nên quy củ làm cha mẹ bao gồm ở bên trong. Nói một cách khác, nên làm cha mẹ thế nào, bạn thể hội thật kỹ là hiểu. Cha mẹ thích dốc lòng làm. Nếu con cái dám không làm, vậy thì bạn không phải là cha mẹ của chúng. Sáng dậy sớm tối ngủ trễ, con cái làm thế nào? Sáng dậy sớm tối ngủ trễ vậy? Do dạy mà ra. Ai dạy? Cha mẹ dạy. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Nếu như con cái dám không làm như vậy, chúng thử xem, cha mẹ nhất định phải la mắng, trách phạt. Khi cha mẹ trách thì chúng phải thừa nhận. Các con nghe tôi nói như vậy có đạo lý hay không? Làm thầy thì như thế nào? Làm thầy chẳng phải là làm cha mẹ hay sao? Các cô đã hiểu ra chưa? Vẫn là Đệ Tử Quy. Nếu như bạn không dựa vào từng câu từng chữ mà yêu cầu trẻ thì bạn không phải là cha mẹ tốt, không phải là người thầy tốt. Đạo thầy trò, đạo làm cha mẹ đều nằm trong Đệ Tử Quy. Chúng không nghe lời, không nghe lời thì phải trách chúng, mắng chúng, đánh chúng. Khi cha mẹ trách, chúng phải thừa nhận. Đây chính là cái cửa ải then chốt để thành thánh thành hiền. Chữ thuận này chính là điểm mấu chốt. Tiếp mục lần sau chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về đạo của người làm học trò. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ.
Địa chỉ email vongtaycuoxi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô